Rồi, kết thúc cấu trúc của hai cấu trúc tơ là cô dồ và cấu trúc tên tè dồ để kết thúc cái hai cấu trúc đấy. Thì như cô nói, mình sẽ đi tiếp một cấu trúc nữa. Thì buổi sau mình sẽ học là gì đây? Mình sẽ học là ưng ưng rưng ca ha tạ, ưng rưng ca mạn ca và ưng rưng ư rơ tân chạm nhía tạ. Đấy, sẽ học nốt ba cấu trúc đó. Còn cái cuối cùng của ngữ pháp còn lại đó là mình sẽ học cấu trúc động từ đi với lưng tề rô và danh từ đi với tề rô. Tiếp theo mình sẽ học cấu trúc sau đây đó là danh từ có bát chim hay không bát chim thì đi cũng đi với tề rô, còn động từ thì đi với nhưng tề rô. Cấu trúc này nó không đi với danh từ. Ở đây thì nó có nghĩa như thế nào? Cô đọc lý thuyết rồi các bạn ghi, mình sẽ làm ví dụ nha. Diễn tả hành động ở mệnh đề sau xảy ra đúng theo cách ở mệnh đề trước. Diễn tả hành động của mệnh đề sau xảy ra đúng theo cách ở mệnh đề trước. Diễn tả hành động ở mệnh đề sau xảy ra đúng theo cách ở mệnh đề trước. Tương đương với nghĩa tiếng Việt là cứ như theo như hoặc là như cứ như theo như hoặc là như cứ như theo như hoặc là như. Rồi, ví dụ như cô nói theo như dự tính, theo như dự đoán thì là gì đây? 6 giờ hôm nay mình sẽ gì đây? Mình sẽ đến đến cái sân bay Busan chẳng hạn. Theo như dự tính, theo như dự đoán, theo như dự tính của mình. Đó, thì mình có dự tính, dự đoán là gì đây? Yesan. Yesan là danh từ, dự toán, dự định. Về sang tề rô thì là gì đây? Do số gì ấy? Ví dụ như do số gì, ô vu do số gì đi. 6 giờ. Ô vu do số gì ấy? À, Busan công ha, hoặc là gì đây? Incheon công hàng nghe. Tôi chắc hắn có ạ. Dễ sang tại đó ô hô vô số gì ấy in trên công hoa tổ chức anh coi à. À, theo dự tính, theo dự đoán của tôi à, rất là nhiều trường hợp theo dự tính thì là gì đây? Ngày mai tôi sẽ đi đâu đó, hoặc là theo dự đoán, dự báo thời tiết vân vân, là theo dự tính thì ngày mai sẽ mưa, hoặc theo dự đoán vân vân. Về sang tệ rồi. Còn nếu như muốn sử dụng động từ thì mình có về sang ha tạ, về sang hà nâng tệ đó ô vô số gì in trên cầu hoa tôi chắc hẳn có hiểu. Một cái động từ, những động từ mà nó đi với những danh từ mà đi với ha tà đấy để kết hợp bằng động từ đấy, để kết hợp thành động từ, ví dụ xích xa kết hợp với đây ha tà trở thành là hành động dùng bữa, xích xa ha tà. Ôn tông là tập thể dục thể thao kết hợp với ha tà trở thành là ôn tông ha tà, là hành động tập thể dục thể thao. Ở đây cũng thế, dễ sang là dự đoán, ở đây là theo dự tính dự đoán của mình. Về sang ha tà, về sang ha tà, thêm ha tà vào là động từ, nhưng bỏ ha tà ra thì trở thành là danh từ.
cho nên mình dùng dễ san từ đâu, hoặc là dễ san hai nên từ đâu gì vẫn ok. Dễ san thì mình đi tính từ chia về tính danh từ chia về danh từ, còn động từ đây bỏ tài đi vào nên tệ đâu. Rồi tiếp theo, à ở đây cô chưa ghi quá khứ đúng không? Động từ ở hình thức hiện tại thì nó đi với nên tệ rồi, còn quá khứ ở đây thiếu quá khứ rồi. Cô ghi lần này nha, rồi này quá khứ các bạn ghi thêm cho cô nhé. Quá khứ đấy, không ghi thì cô đã quên quá khứ. Động từ khoa cơ ở đây thì là hơn hơn che. Khoa cơ thì nó đi với ư nưng và cộng với tệ đô. Có bắt chim thì nó đi với cái gì là các bạn chia được nha. Có bắt chim thì nó ưng, không bắt chim thì đi với n. Đó, quá khứ. Rồi, theo như lời hứa. Theo như lời hứa với con hoặc là gì đó thì là gì đây? Theo như lời hứa của cô đối với con cô, hoặc là theo như lời hứa của mình đấy, thì mình đã mua cho con một cái đồ chơi mà con thích theo như cái lời hứa của mình hứa với con đấy. À, hay là ai đó theo như cái lời hứa của ai đó đối với mình, họ đã mua cho mình cái gì đó hoặc là họ hứa làm gì cho mình, họ sẽ gì đây? Họ sẽ mua theo như cái lời hứa của họ. Giặc xúc là lời hứa, hứa hẹn đấy, giặc xúc hứa hẹn cuộc hẹn đấy. Giặc xúc tề rô, hoặc là mình muốn giặc xúc ha tà trở thành động từ thì giặc xúc ha nên tề rô. Nếu như theo lời đã hứa thì mình chia về quá khứ, theo lời đã hứa thì chia về hanh. Ưng nưng quá khứ thì chia về ưng nưng, hồi nãy cô mới ghi đi. Thì ở đây nó không có bắt chim, mình thêm hanh. Ở đây bỏ về cái ha tà đây thành danh từ giặc xúc tề rô, hoặc là giặc xúc hanh tề rô. Ồ, còn như đây theo như lời hứa thôi, mình không nói đã, thì mình giặc xúc hanh nên giặc xúc tề rô, hoặc là giặc xúc hanh tề rô. Thì là gì đây? Mát thử ê khả sơ. À, ô xưng xà cho sắc rồi à. À, a tinh hành thế ô thật chẳng nam cả, chẳng nam cả đây là gì đồ chơi? A tinh hành thế ô xưng xà cho sợi à. Tôi đã hoa cô gì đây, đã mua cho con cô gì đây, đi đến siêu thị rồi mua cho con cô theo như lời cô đã hứa. Theo như lời cô hứa thì là gì đây? Cô đến siêu thị và đã mua cho con cô một cái quần quần áo. Ở đây giặt xúc hai nên tề rô, hoặc là có ai đó, à chồng mình Urinam phân đi giặt xúc tề rô. Mắt thử ai kha sơ chở hành thế ủ sân sa chút sơ. Chồng của tôi đã mua cho tôi một cái vừa đi đến gì đây, đã đi đến siêu thị mua cho tôi một bộ quần áo, hoặc là quần áo theo cái lời chồng tôi đã hứa, đã giặt xúc tề rô, hoặc là xúc anh tề rô. Và câu các bạn hay nghe nhiều đó là các bạn mạm minh tề rô, mạm tề rô, hãy làm theo như ý mình muốn. Ví dụ như trong trường hợp, à em làm như thế nào, làm việc như thế nào, hoặc là muốn làm như thế nào đây, người ta sẽ nói hãy làm theo ý mình muốn, hoặc là muốn làm gì thì làm đó. Thì ở đây cô có là mami, mami tấm lòng đấy, mami hãy làm theo ý mình đấy, lòng ý muốn ở đây. À, ý muốn tấm lòng mám thì là gì đây, người ta đi với tề rô, mám tề rô, người ta sẽ đọc như là mám tề rô, mám tề rô haseo. À, đây hãy làm như thế mình muốn đi, muốn làm gì thì làm đấy. À, mám tề rô haseo. À, dạng như chỗ này, à ở đây tất cả các món ăn
À, tất cả món ăn mà có ở đây thì là gì? Mam tero mô tu mô cô tu. Tất cả món ăn mà có ở đây thì hãy ăn tùy ý theo ý mình muốn. Muốn ăn cái gì thì ăn. À, thì ở đây cô sẽ có câu như thế này. Giờ kia ít nương ngùm xít cơn. Ít nương ông xít cơn. Mám tê rô mô tu. Mô tu mọc có tụ tê ơ. À, ví dụ ăn buffet. Ăn buffet và ăn buffet, những món ăn buffet mà có ở đây thì mam tira mỗi tôi một cô tôi thèm. Muốn ăn món gì chọn món đó, muốn ăn theo ý mình muốn, muốn ăn theo ý mình thì là ăn cái gì chọn cái đó. À. Rồi tiếp theo. Bây giờ à, cái này, cái từ vựng này có hơi khó. Vì nó hơi khó cho nên là gì đây? Hãy gì đây? Hãy phát âm theo cái cách phát âm của tôi. Chẳng hạn, à, các bạn hỏi là y tăng ngơ rung chùm cá chư chư. Bạn A nói, chẳng hạn, bạn A nói, à, y tăng ngơ tàn nó chôm chạy rất kêu chú xèo y tăng à dạy cái phát âm đi ban luôn ban nùm chôm chạy rất kêu chú xèo cá rư chơ chú xèo. Thì bạn Nam mới trả lời, à, chúc cung ở đâu nhỉ cá? Hãy hãy gì đây, hãy phát âm theo mà cái cách của phát âm của tôi, nê ca hoặc là chê ca bằng ông hà nâng thể đó. Parum hà nâng thể đó, parum hà nâng thể đó. Ta ra hà xèo, hãy làm theo. Ta ra ta. Đây đây này gì đây? Ta ra hà xèo. À. Ta ông hà nên tệ rô. Ta ra hà xèo. Ta ra hà ta. Ta ra hà xeo hoặc là ta ra hề bồ xeo, hãy thử phát âm theo cái phát âm của tôi. Bằng ngâm hai tạ à, theo cái lệnh là phát âm của tôi hoặc là ta ra hà bồ xe hề bồ xeo theo như theo à. Rồi tiếp tục. Ví dụ như là gì đây? À, hãy chỉ tôi cái cách sử dụng. Cái cách sử dụng cái này. Ví dụ như là gì đây? À, hãy chỉ tôi cách sử dụng. Ví dụ mình không biết sử dụng máy tính, sử dụng cái gì đó, hoặc là cách đăng ký cái gì đó. Chị hãy chỉ tôi là cách đăng ký cái này, đăng ký cái kia, cách sử dụng cái này, phương pháp sử dụng cái này, phương pháp sử dụng cái kia. Thì bây giờ bạn nhiều của bố đây bạn ca bảo là y cơ xà dông hà nâng bằng bấp xà dông hà tạ hà nâng bằng bấp bưng ai lơ chú xe. Chỉ cho tôi alo cho ta cho tôi biết đấy.
Bây giờ không chỉ nêu cà rốt chú ta, không chỉ nêu cô gì đây, hãy cho tôi biết. Đấy, I love chú ta. I love to say I love to say Rồi bạn kia trả lời là à, tôi cũng không biết nữa. Vì đây cho nên là vì đây bạn hãy gì đây làm theo cái bạn hãy làm theo cái sơ mân sơ. Tức là gì đây, sơ mân sơ là cái bản hướng dẫn đấy. Khi các bạn mua cái gì đều có cái tờ hướng dẫn đấy, sơ mân sơ đấy. Tờ hướng dẫn mình làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào đó. Đó. Rồi thì bạn này mới biết là chờ tôi cũng không biết nữa. Chạy mua rồi cái xoay ạ. Chạy mua rồi cái xoay ạ. Xoay mong là giải thích tới cái tờ mà gì đây. Mua đồ nào lúc nào cũng kèm theo xoay mong sơ. Những cái máy móc hay những cái gì đó đều người ta có xoay mong sơ. Mỹ phẩm cũng đấy sử dụng như thế nào. Xoay mong sơ. Tê đô hê bù xe ạ. Hãy làm theo cái tờ hướng dẫn. Tôi cũng không biết nữa, bạn hãy làm theo tờ hướng dẫn đi. À. Đây là danh từ. Thì cô có danh từ. Nếu mà cô muốn cho động từ vào đây thì cô cho động từ thôi. Sơ mừng sơ rưng sư nâng tệ đó. Hãy làm theo cái giấy hướng dẫn mà người ta viết đây. Sơ mơ sơ rưng sư tả. Thì ở đây nó thành động từ rồi. Thì ở đây mình sư nâng tề đô. Đó. Còn thay viết hơi dài một tí. Còn không thì mình có danh từ đi với tề đô. Mình cho vào tề đô luôn. Đây. Sư nâng tề đô. Rồi tiếp tục cũng có Kana Kana bạn ca bảo là à đã mua cái này cho tôi chưa? Gì đây? Đã mua cái này cho tôi chưa hoặc là đã mua món ăn này cho tôi chưa? Im sit. Im sit con. Sắc sợ đó. Bạn bảo là à mua rồi, tôi đã mua rồi theo cái gì đây, cái hướng dẫn họ nhầm nhá, theo cái sai bảo mà bạn gì đây mà bạn đã bảo tôi. À tôi đã mua rồi theo sai bảo của bạn là mua cái gì, mua cái gì đó, tôi đã mua hết rồi theo cái sự sai bảo của bạn rồi. Thì câu có là ne shikida là sai bảo đấy. Ai sai bảo mình gì mình hay gọi là shikida đấy. Thì shikin tôi đã làm, tôi đã mua theo cái gì đây, cái sự sai bảo của bạn. Shikin tero. Tôi đã gì đây, tôi đã mua hết theo sự sai bảo của bạn này. Như là bạn này đã sai rồi, bạn đã sai bạn ấy rồi thì các bạn có thể chia về quá khứ đó. Tôi đã làm theo lời sai bảo mà bạn đã dặn tôi này đó. Shikin tero thả sát say ờ. Ikarun sasayo hoặc là im chicken sasayo, đã mua món này chưa? Hoặc là chicken sasayo, chicken khoa hoặc là pizza run sasayo. Đã mua chicken và đã mua pizza chưa? Thì các bạn trong đây vâng. Tôi đã mua hết theo cái gì đây? Theo cái sai bảo của bạn rồi. Chicken de ro tha sasso. Tha sasayo. À. Rồi, thêm một ví dụ nữa. Rất là nhiều ví dụ, cô chỉ cho lên bảng vài ví dụ đây. Sau này các bạn cứ gì đây,
lúc nào cô cũng nói các bạn hiểu rồi các bạn cho vào đời sống sử dụng. Còn ví dụ thì cô ví dụ hai ba trang, ví dụ hai ba cái hoặc là ví dụ hai ba bảng này vẫn được. Nhưng mà chủ yếu là mình hiểu nghĩa, hiểu cái lý do để dùng và hiểu nó sử dụng trong hoàn cảnh nào là ok. Rất là nhiều tình huống trong hoàn cảnh, nếu như nằm trong lĩnh vực nó thì mình sử dụng ok. Ví dụ như bây giờ cô nói là lần đầu tiên đi đến cái nơi đó bạn tìm đường có dễ không? Hoặc là Tommy, lần đầu tiên đi đến Hàn Quốc thì bạn có ví dụ như bạn có thích ứng được không, hay là vân vân và vân vân. Nhờ gì đây, nhờ sự giúp đỡ theo tôi sẽ làm, nhờ gì đây, làm theo cái sự hướng dẫn của ai đó nên là gì đây, tôi gì đây, cuộc sống sinh hoạt của tôi rất là thoải mái, vân vân vân. Ở đây ví dụ như cô có câu hỏi như tìm đường đi, chôm kha nên còn lần đầu tiên đi đến cái nơi này. Chôm kha nên có y đã sơ y ất nền đê, hoặc là y đã nền đê, đây cũng được, y ất nền đê, lần đầu tiên đã đi đến cái nơi này, hoặc là chôm kha nên có nền đê chạy chắc chắc sợ nhớ. Và cha nại ố gì đó, vân vân vân, những đuôi này mình học hết rồi. Ví dụ đi tìm công ty, lần đầu tiên đi đến này này nơi này có tìm được công ty hay không, hoặc là có tìm được cái nơi nào mình cần đi đến nơi đó đấy. Ví dụ như các bạn hỏi đường cần đi đến cái nơi đó để các bạn làm giấy tờ làm cái gì đó, vân vân vân, tìm đi đến công ty hoặc là như nơi nào đó để bạn đi chơi. Cho mấy khai nên có tiền đê chạm chắc cha sỉ ố, vì là nơi cái lần đầu tiên bạn đến nên bạn có tìm gì đây, tìm được không, tìm được không, thì bạn kia mới bảo là vâng, là gì đây, tôi tìm rất là tốt, bảo là gì đây, tôi làm theo cái lời nói của bạn nói cho nên là gì đây, là tìm rất là tốt và không khó. Đã, thì ở đây cô có là gì đây, chín cô ca man he chun tè ro, tôi đã tìm theo cái là gì đây, cái lời hướng dẫn, cái lời mà các bạn nói cho tôi đấy, man he chun tè ro đấy, cái lời hướng dẫn bạn ấy cho tôi đi, chin cu ca man he chun tè ro, lời bạn ấy đã nói cho tôi, hoặc là chu nâng tề rô gì cũng được nếu như mình không muốn chia quá khứ, nhưng cái lời nói bạn ấy đã nói rồi có thể mình chia quá khứ ok. Xin cu ca man he chun tề rô, hoặc là he chu nâng tề rô. Nếu bạn ấy đã nói rồi thì mình chia về he chun, còn không là he chu nâng tề rô. Chạy chắc cố và là gì đây, ở rất chi ảnh này, tôi đã tìm rất là tốt và không khó. Chạy chắc cố ở rất chi ảnh này. Rồi tiếp tục. Bây giờ tôi đã nói với chồng hết cái sự thật, theo cái sự thật. Ví dụ như mình đã nói với ai một cái việc gì đó, cái việc này tôi đã nói với bạn theo, tôi đã nói với bạn hết theo cái sự thật. Thì cô có là chim cu hoặc là nam phơn hoặc là người nào đó, mình đã nói theo cái sự thật với cái người đó cho người đó nghe. Thì là gì đây, cô có là chín cu ê kê, tôi đã nói với bạn hết theo sự thật này rồi. Chín cu ê kê, sự thật. Sa xin, sa xin tê rô, iya ki hết rồi.
sự thật. Hoặc là bạn hãy nói cho tôi theo sự thật nhé. 사진대로 이야기 해 주세요. 걱정만 하지 마세요. Đừng nói dối. Đó, chẳng hạn có đây mình nói à, hôm qua tôi đã nói với bạn theo cái sự thật này hết rồi. Câu chuyện này 그 이야기 친구한테 사진대로 이야기 했어요. Cái câu chuyện này 그 이야기는 hoặc là cái sự việc này 그 문제는 à, 문제 cái vụ việc này cái vấn đề này 그 문제는 친구에게 사진대로 이야기했어요. Cái vấn đề này tôi đã nói thật với bạn theo cái theo một cái là gì đây, thành thật, 사진대로 theo cái sự thật với bạn của tôi rồi. 친구에게 사진대로 이야기했어요. Rồi bây giờ ví dụ tiếp theo nữa. À, theo kế hoạch thì là gì đây? Theo kế hoạch thì năm sau Hòa tôi sẽ gì đây? Kiếm thật nhiều tiền rồi trở về Việt Nam sống. Hoặc là năm sau tôi kiếm thật nhiều tiền rồi sẽ gì đây? Chuyển nhà đi nơi khác sống. Hoặc là sẽ mua nhà rồi chuyển đi đến nơi khác sống. Đó, thì bây giờ cô có kế hoạch từ rồi. Hoặc động từ, mình có kế hoạch sao ta. Kế hoạch sao ta là gì đây? Lập cái kế hoạch. Thì sao nên tề rô. Đó, hai cái hoặc là kế hoạch tề rô. Danh từ đi với tề rô cùng động từ đi với kế hoạch sao ta. Lập lên kế hoạch. Kế hoạch tề rô hoặc là kế hoạch sao tề rô. Nè nhớ nè. Thuần ưng mà ni bồ rơ sơ. Rồi gì đây? Rồi là chuyển nhà đến nơi khác sống. Hoặc là chuyển nhà đến nơi mà lên nơi mà có thành phố hoặc là như thế nào đó, nơi mà phồn hoa, nơi mà những có rất là nhiều cái để mình sinh sống, ví dụ như là Seoul, Busan gì đó, những nơi phồn hoa như thế. Kế hoạch tại đâu nè những ai thuần rừng mà ni bờ ra sao thì là gì đây, ta đang có xe ý xa hẳn cây à. Rồi bây giờ cô cho ví dụ cuối cùng rất là nhiều cái nha. Ví dụ này cô ví dụ rất là nhiều cho các bạn rồi. Thì bây giờ tiếp theo ví dụ cuối cùng. Bây giờ cô nói à, ở nơi đây 마음대로 들어가면 돼. Ở cái nơi này thì là gì đây? Không thể tự ý đi vào, muốn vào là vào được. Tự ý, hồi nãy người ta nói là tự ý muốn làm gì thì làm 마음대로 하세요. Nhưng mà ví dụ như trường hợp này à, người ta sẽ nói ở nơi này không phải ai muốn vào là vào, muốn ra là ra đấy chị, chẳng hạn như thế. Không ai được tự ý vào. Ví dụ như văn phòng công ty, những nơi bảo mật của công ty thì nơi mình làm việc thì vào được thôi. Hoặc là gì đây, những cái nơi mà người ta cấm vào đó, không phải ai cũng tự ý mà vào được. Thì cô có nhớ kia nữa. 마음대로, 마음대로 đấy, không phải tự ý đâu. 마음대로 들어가면 đi vào, ăn theo. Nếu như tự ý đi vào thì không được. À. Thì sẽ bị phạt.
Volkumene chẳng hạn. Hoặc tiền. Rồi, cấu trúc này rất là nhiều ví dụ cô cho. Bây giờ các bạn về học tìm hiểu và có cái gì không hiểu thì hỏi cô. Nếu như hiểu rồi thì mình kết thúc cái buổi học hôm nay luôn. Hồi nãy là kết thúc cái tơ rào cô và tên tè dọ rồi như cô giới thiệu, còn nốt cái tè rô này mình hôm nay mình học ba ngữ pháp thì là gì đây? Buổi sau các bạn sẽ học nốt ba cái còn lại như hồi nãy cô nói, là mình sẽ gì đây, hết cái chương trình lớp 3 này. Thì các bạn nếu như có thời gian, các bạn tổng hợp lại tất tần tật những ngữ pháp mình học. Cô đảm bảo với các bạn từ 40 đến 50 ngữ pháp. Thì là gì đây, có thời gian tổng hợp lại nhé. Rồi tạm biệt lớp, tuần sau gặp lại nhé. Thứ năm mình gặp lại nhé.